Xin chào nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 14 tháng 4. Thì hôm nay bên kênh của em có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và vô cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đặc biệt là một con mã số 1 nha. Đây là một cái con đồng hồ tứ mã kéo xe. Đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Pháp ha. Chất liệu bằng đồng mạ vàng. Thì cả nhà mình cùng xem trong màn hình nha. Đây là có bốn con ngựa nha, đang kéo một chiếc xe. Cái nền ở dưới nó là bằng đá, rất là dày, rất là nặng. Cái này là có khoảng vài chục ký nha cả nhà mình nha. Một chiếc đồng hồ ha, đây cả nhà mình cùng xem nha. Một hình ảnh một cao bồi ha, đang ngồi trên một cái yên xe ha. Và bên cạnh đó là có bốn con ngựa nha, tứ mã kéo xe. Đây là một những sản phẩm rất là đẹp. Mặt đồng hồ là mặt men ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Đây là nó có một chỗ lên cót chuông, một chỗ lên cót giờ ha. Và đặc biệt là nửa tiếng nó sẽ gõ. Và đường kính của nguyên một cái tứ mã cái xe này nó tầm khoảng 1 mét nha cả nhà mình nha. 1 mét ha, rất là đẹp nha. Tất cả đây là đồng nhưng mà nó có nhũ vàng nha, mạ vàng ha, rất là đẹp. Rồi sau đây là phía mặt sau của tác phẩm này cho cả nhà mình cùng xem ha. Rồi đây, mặt sau là nó có đóng thương hiệu luôn nha cả nhà mình nha. Đây, chỗ này mình mở lên ha. Ở trong này nó có chữ phân ha. Mẫu của Pháp nó 1886. Đây là mã số 1 ngày hôm nay. Và con tứ mã kéo, một cái đồng hồ tứ mã kéo xe như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 32 triệu đồng. 32 triệu đồng cho một tác phẩm đầu tiên nha. Mã số 1 tứ mã kéo xe. Rồi thứ hai, mã số 2 là có một cái đồng hồ cũng của Pháp xưa luôn ha. Có hình ảnh một chú đại bàng. Cái này rất là to, chất liệu cũng bằng đồng mạ vàng luôn nha, rất là cao lớn ha. Và cái này chiều cao là tầm có khoảng là lên tới là 56 cm đó. Những cái bánh xe cả nhà cùng xem rất là đẹp ha. Và con này là mã số 2 nha. Mã số 2 thì bên em cũng có giá giao lưu với cả nhà mình. Con mã số 2 này là 30 triệu đồng ha. Cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ em nha. Rất là đẹp, nó có chỗ lên cót. Chỗ lên cót đây ha. Ở đây có nguyên cọng dây cáp nó kéo. Và mặt số đây, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Thì cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 2 ngày hôm nay ha. Sau đây là chi tiết cho cả nhà cũng có thể tiện theo dõi nha. Con mã số 2 là 30 triệu đồng. Cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ em nha. Trong mã số 1, mã số 2 này hai sản phẩm rất là đặc biệt của ngày hôm nay ha. Rồi tiếp sau đây là những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo, mã số 3 ngày hôm nay là bên em giới thiệu với cả nhà mình có một cái cây quạt rất là độc lạ nha, hiệu Manrelli. Đây là cái cây quạt cánh đồng, khung nó bằng đồng, thân nó bằng hợp kim. Nó đặc biệt nó là có hai đầu nha cả nhà nha. Đây ở dưới này là thương hiệu của nó ha, Manrelli nha. Ở đây nó cũng có thương hiệu luôn ha. Khi mình bật lên thì hai đầu nó sẽ cùng quạt song song nhau nha. Đây nó có cần gạt ở dưới này đó, rất là độc lạ cả nhà ha. Quạt hai đầu siêu độc lạ của ngày hôm nay, mã số 3. Thì mã số 3 này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cây mã số 3 này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 5,5 triệu nha. Cây quạt hiệu Manrelli siêu độc lạ hai đầu cho mã số 3 của ngày hôm nay. Thì xem được video nhớ giúp em cho xin một like và đăng ký kênh nha. Đây là mã số 3 ha, Manrelli, cây quạt cánh đồng, khung đồng, thân hợp kim đang sử dụng điện 220V cho mã số 3 ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 4 là giới thiệu với cả nhà mình em còn được một cái cây quạt châu Âu nha, cũng hiệu Manrelli nữa, nhưng mà cái thân này là bằng thân nhôm. Thân là bằng thân nhôm, cánh thì cánh đồng, rất là đẹp. Đó cả nhà cùng xem ha. Con này thì mình sử dụng điện 220V nha, một đầu. Rất là đẹp ha. Cái ụ này là bằng ụ nhôm nha, hiệu Manrelli. Đó, đây cả nhà cùng xem ha. Cũng là cánh đồng luôn nha, cánh đồng, khung đồng. Và con này thì mã số 4 ngày hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình cho mã số 4 này á là cái con này là 3,2 triệu. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em nha. Đây là mã số 4 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 này em còn được hai cái bức tranh ha, hai cái bức tranh keo tranh đồng, hình ảnh mẹ Quan Âm. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Đó,
Tại cái này là nó được làm ở ngoài là khung kiến. Và cái đường kính của nó là tầm có khoảng là 58 cm. Đó, rồi bề ngang. Bề ngang là tầm có khoảng là 50. Thì ở trong nó được làm bằng đồng cả nhà ha. Tại cái này là nó có kiến ở ngoài nên cả nhà thấy nó hơi chói ha. Thì trong mã số 5 này gồm có hai bức, một bức mẹ Quan Âm đứng và một bức là hình ảnh mẹ Quan Âm ngồi đài sen. Thì mỗi một bức này có giá giao luôn cả nhà mình là 2 triệu đồng. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em ha. Tiếp theo mã số 6 ngày hôm nay thì bên em có về được một cái điện thoại nha. Đây là một cái điện thoại để bàn của Nhật. Con này được sản xuất vào những thập niên 1970 của Nhật. Rất là đẹp cả nhà ha. Đó, tình trạng là còn hoạt động rất là tốt nha. Cái này là hàng của Nhật, được sản xuất vào khoảng thập niên 70 ha. Hàng xuất đi châu Âu. Tình trạng là còn hoạt động rất là tốt nha. Thì cái này còn hoạt động rất là tốt. Bao cả nhà mình về chỉ cần đấu like vô là mình sử dụng thôi. Thì cái này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái điện thoại này là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho một cái điện thoại của Nhật được sản xuất vào những thập niên 1970. Rất là đáng để sưu tầm nha. Tình trạng là hoạt động rất là tốt ha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em nha. Đây là mã số 6 ngày hôm nay. Rồi mã số 7 ngày hôm nay thì cũng còn được một cái điện thoại để bàn của Nhật. Cũng là của Nhật luôn nha. Con này là quay, cũng quay số luôn, vào khoảng thập niên 60, 70. Tình trạng vẫn còn đang hoạt động rất là tốt luôn ha. Và con bên đây, con màu đen này thì có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 1 triệu đồng. Cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đó, đây là con mã số 7, vẫn hoạt động rất là tốt nha cả nhà ha. Đây con điện thoại của Nhật nha. Rồi, mẫu số 8 của ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình có một cặp đèn của Pháp. Đây là một cặp đèn treo thiên thần. Thì cặp này sử dụng điện nha cả nhà ha. Em đã luồn dây điện sẵn cho cả nhà mình rồi luôn nha. Và cái này chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 36. Thì cái này là có một cặp nha. Mỗi có hai cái. Thì mỗi một cái là nó có hai cái nhánh, hai cái bóng. Lam là bằng sứ. Rất là đẹp. Đó, một cặp như thế này mình về mình treo tường rồi thôi, khỏi chê ha. Cái này em có treo sẵn để bắt điện cho cả nhà mình có thể tham khảo nha. Đây để em ghim điện thử cho cả nhà mình cùng xem cho mã số 8 ngày hôm nay ha. Đó, cái này rất là đáng để sưu tầm nha. Mình về mình chỉ cần thích cái bóng màu nào mình bắt bóng màu đó thôi ha. Đây là có hình ảnh thiên thần của Pháp đây. Và một cặp đôi như thế này là có giá giao lưu cả nhà mình 2,5 triệu nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Có chiều dài tổng có khoảng là 36 và chiều ra của nó là tổng thể là có khoảng là 25 nha. Đó, đây cả nhà cùng xem ha. Rất là đẹp của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 8. Rồi mã số 9 em cũng còn được một cặp bắt tường đây. Cái này là em vừa treo bóng vô cho cả nhà cùng xem ha. Cái này là cặp một bóng nha. Đây là mã số 9 của ngày hôm nay. Đó, đây một cặp như thế này. Chiều dài tổng thể của cái này cũng tầm có khoảng là 22-26 ha. Và chiều ga tổng thể là cũng tầm có khoảng là 18. Thì chất liệu cũng bằng đồng nha. Và cái này là bằng sứ. Bóng đèn thì giờ mình có thể thiết kế theo bóng nào thì mình tùy thích nha. Và mẫu số 9 này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng. Thì đây là mã số 9 của ngày hôm nay. Thì xem được thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Để mai mốt còn lên sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi, tiếp theo số 10 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu cả nhà mình một bộ tam đa bao khúc lộc thọ chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa. Đây là mã số 10 ngày hôm nay. Thì mã số 10 này gồm một bộ tượng bao ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ chất liệu bằng gốm Biên Hòa. Thì rất là nét nha cả nhà nha. Đó, đây là khuôn mặt của tượng ông ha. Một bộ này nó có chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 44 và bề ngang mỗi ông là tầm có khoảng là 16 nha. Chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa, rất là đẹp. Nó có màu kết hợp giữa màu trắng, màu xanh với màu đen ha. Đây cả nhà cùng xem đây, khuôn mặt của ông Thọ đây. Gốm Biên Hòa xưa nha, một bộ tam đa bao khúc lộc thọ bằng gốm Biên Hòa xưa. Tình trạng là làm tích nha cả nhà nha. Mang lên màu thời gian rất là đáng để sưu tầm ha. Và mã số 10 ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình nữa. Bộ này là 3,9 triệu cho mã số 10 ngày hôm nay. Và mã số 11 là giới thiệu với cả nhà mình có được một tượng quan công nha, chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa, rất là đáng để sưu tầm ha. Cho mã số 11, quan công cầm đao. Cái cây đao của ông là cây đao chất liệu đồng ha, cây đao rồng. Và chiều cao tổng thể và lên tới là 50-55 cm trong quan công như thế này ha. Đó, cầm một cây đao.
ở dưới đứng trên một cái đế đá. Đây là mã số 11 ngày hôm nay. Tượng Quan Công này thì bên em có giá giao luôn với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Chất liệu gốm Biên Hòa xưa, mã số 11 của ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like nha.